Ngành giấy là một trong những ngành có tiêu hao năng lượng cao, chiếm từ 20 đến 30% giá thành sản phẩm. Việc quan tâm sử dụng hiệu quả năng lượng với các doanh nghiệp đồng nghĩa với hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. Thời gian qua, ngành giấy đã nghiêm túc thực hiện quy định của luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Từ năm 2018, đã thành lập Ban Quản lý Năng lượng của Tổng Công ty Giấy và các đơn vị thành viên, quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên, xây dựng và ban hành chính sách sử dụng năng lượng với mục tiêu tiết kiệm năng lượng hàng năm từ 3 đến 5% một năm. Song song công tác quản lý, ngành giấy đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải tiến để tiết kiệm năng lượng. Tại nhà máy điện đã san tải, ghép tải và thay thế các máy biến áp non tải bằng máy áp có công suất thấp hơn, tăng hệ số công suất, lắp biến tần cho các động cơ có tải thay đổi. Tại phân xưởng giấy đã lắp biến tần cho các motor cánh khuấy, chuyển đổi động cơ quạt hút lề và bơm cao áp sang loại có công suất nhỏ hơn nhằm tiết kiệm năng lượng, tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức trong đội ngũ cán bộ công nhân viên để họ chủ động tiết kiệm điện trong quá trình sản xuất, kinh doanh.